Chào các em Hôm nay thầy trò chúng ta lại tiếp tục đến với nội dung tiếp theo trong chương trình toán hình lớp 8 Bài học hôm nay của chúng ta sẽ là đường thẳng song song với đường thẳng Thế thì nhắc đến khái niệm hai đường thẳng song song thì các em đã được học ở trong chương trình hình lớp 7 rồi đúng không? Đấy các em còn nhớ Thứ nhất là qua một điểm và một đường thẳng thì ta chỉ kẻ được duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng đã cho Đấy là tiền đề 5 Euclid Đúng chưa? Ý thứ hai là để chứng minh hai đường thẳng song song thì ta có một số cách như sau. Thứ nhất là nếu hai đường thẳng đấy cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng sẽ song song với nhau. Còn định nghĩa của hai đường thẳng song song là gì? Là hai đường thẳng không có điểm chung nhưng mà nó chỉ mang tính định nghĩa thôi, còn việc chứng minh như nào để không có điểm chung thì khá là khó. Nên người ta mới thường là sử dụng cách là gì? Chứng minh hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Tiếp theo là ta có thể sử dụng các cái góc đặc biệt, ví dụ như góc cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị và cặp góc trong cùng phía. Nếu chúng thỏa mãn một trong ba cái yếu tố cặp góc đấy thì cũng song song với nhau. Ví dụ như cặp góc so le trong thì sẽ là bằng nhau này, đồng vị bằng nhau và trong cùng phía thì tổng bằng 180 độ. Thì đấy là một số cách chứng minh hai đường thẳng song song cũng như khái niệm về hai đường thẳng song song. Được chưa? Đấy. Thế thì bây giờ sang cái chương trình hình lớp 8 thì ta cũng nhắc lại một chút về cái phần đường thẳng song song để cho các em nhớ. Còn thực chất thì các em đã được học rất là kỹ ở trong chương trình hình lớp 7 rồi. Đấy. À, nếu bạn nào muốn xem lại cái phần hình đường thẳng song song chứng minh vân vân thì các bạn có thể mở cái phần video bài giảng hình lớp 7 ra giúp thầy. Ở trong đấy các bạn sẽ tìm được cái nội dung bài là hai đường thẳng song song. Nó nằm ngay ở chương 1 thôi. Được chưa? Bây giờ ta sẽ đi vào các cái khái niệm cơ bản của cái bài ngày hôm nay Mang tính chất nhắc lại Đầu tiên là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song Có nghĩa là gì? À, người ta sẽ không nhắc lại cái định nghĩa hai đường thẳng song song Cũng như là cách chứng minh hai đường thẳng song song nữa Bởi vì ta đã học ở trong chương trình lớp 7 rồi Mà việc cái nội dung bài hôm nay của ta sẽ là phát triển Phát triển thêm ở cái vấn đề song song từ hình lớp 7 mà lên Đấy. Thế thì hai đường thẳng song song thì khoảng cách giai đường song song là gì khoảng cách giai đường thẳng song song là khoảng cách từ một điểm tùy ý trên đường thẳng này đến đường thẳng kia bởi vì hai đường thẳng song song này thì khoảng cách luôn luôn là không đổi Thế thì ta chỉ cần lấy một điểm a bất kỳ trên đường thẳng a nhỏ lấy một điểm a bất kỳ trên đường thẳng a nhỏ kem kẻ aH vuông góc với B hiện ta có a thuộc đường thẳng a nhỏ kẻ AH vuông góc với B. Kẻ AH vuông góc với đường thẳng B, được chưa? Thế thì khi đó ta có AH chính là khoảng cách giữa hai đường thẳng A và B thì bằng AH. Được chưa? Đấy, lấy A bất kỳ thuộc đường thẳng A, kẻ AH vuông góc với B thì khi đó ta có AH chính là khoảng cách giữa hai đường thẳng AB. Uh, nếu một bạn nào đó lại không thích lấy a thuộc a nhỏ mà lại lấy điểm b thuộc b nhỏ sau đó kẻ bh vuông góc đến a nhỏ thì vẫn được điều đấy hoàn toàn vẫn là đúng không sai bởi vì khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là hằng số là không đổi do đó em thể lấy một điểm thuộc đường thẳng a kẻ vuông góc đến thẳng b nhưng cũng có thể lấy một điểm thuộc đường thẳng b kẻ vuông góc đến đường thẳng a được đấy chưa đấy. thì ta có khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là khoảng cách từ một điểm tùy ý trên đường thẳng này đến đường thẳng kia. Đấy. Tiếp tục, ta có tính chất của các điểm cách đều một đường thẳng cho trước. Tính chất của các điểm cách đều một đường thẳng cho trước. Thế thì các điểm cách đường thẳng B một khoảng bằng h nằm trên hai đường thẳng song song với B và cách B một khoảng bằng h. Có nghĩa là nếu ta có một điểm A và nó cách đường thẳng B một khoảng không đổi là h thì ta sẽ tìm được hai cái tập hợp hay là hai cái quỹ tích mà điểm A có thể chạy chạy trên đấy. Các em nhìn hình vẽ giúp thầy. Ta có đường thẳng B, ta có một điểm A bất kỳ sao cho khoảng cách từ A đến B là h. Thế thì điểm A này sẽ chạy trên cái đường thẳng số 1 này bởi vì mọi điểm trên đường thẳng A này đều cách đường thẳng B một khoảng là h. Do đó, tập hợp các điểm A sẽ nằm trên đường thẳng A nhỏ chính là cái trường hợp một này. Đồng thời ta cũng có một trường hợp thứ hai đó là điểm A nằm ở bên dưới đường thẳng B nhưng vẫn đảm bảo cách đường thẳng B một khoảng là h, ta gọi là A phẩy. Thế thì A phẩy h phẩy bằng AH và bằng h. Như vậy A phẩy này sẽ chạy trên đường thẳng A nhỏ phẩy và đây chính là trường hợp hai của mình. Do đó nếu cho một đường thẳng và một điểm luôn cách đường thẳng đó một đoạn là h thì ta luôn luôn có tập hợp các điểm A đấy thuộc hai đường thẳng song song với đường thẳng đã cho và làm về hai phía của đường thẳng đã cho. Song song và làm về hai phía của đường thẳng đã cho. Đây các em nhìn hình thì các em sẽ hình dung được ngay. Đường thẳng trên và đường thẳng dưới sẽ luôn luôn là cách B một khoảng là H. Đúng chưa? Đấy. Chính vì vậy mà ta có cái nhận xét như thầy vừa đọc là tập hợp các điểm cách một đường thẳng cố định một khoảng bằng H không đổi là hai đường thẳng song song với đường thẳng đó và cách đường thẳng đó một khoảng bằng h và các em lưu ý rằng hai đường thẳng song song này nằm về hai phía của đường thẳng ban đầu. Được chưa? Tiếp tục, ta đến với ý thứ ba, đó là đường thẳng song song và cách đều. Đường thẳng song song và cách đều thì sẽ có cái tính chất gì? Nếu các đường thẳng song song cách đều cắt một đường thẳng nếu các đường thẳng song song cách đều nhé, cắt một đường thẳng, thì chúng chắn trên các đường thẳng đó các đoạn liên tiếp bằng nhau. thế bây giờ các em nhìn hình vẽ các em sẽ hiểu được ngay. Ta cho A, B, C, D là bốn đường thẳng song song và cách đều. Tức là gì? Khoảng cách giữa bốn cái đường thẳng này đều bằng nhau, thầy giả sử là bằng H. Khoảng cách giữa các đường thẳng này đều bằng nhau và bằng H. Thì đây chính là các đường thẳng song song cách đều. Thì nếu có một đường thẳng mà cắt cả bốn đường thẳng này, nếu có một đường thẳng cắt cả bốn đường thẳng này, thì nó sẽ tạo ra các đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau. Nhớ là phải là liên tiếp nhé. Thì ở đây thầy cho hai cái đoạn thẳng. Một đoạn là vuông góc và một đoạn là xiên góc bất kỳ. Thì đối với đoạn vuông góc, thầy gọi đây là đường thẳng M, còn đường thẳng xiên là N. Thì đường thẳng m cắt bốn đường thẳng a b c d tại bốn điểm a lớn b lớn c lớn d lớn sao cho ta có là gì? ab bằng bc bằng cd. ab bằng bc bằng cd. Các em nhớ rằng là các đoạn phải là liên tiếp bằng nhau, được chưa? Đấy. Nếu dùng đường thẳng n cắt xiên góc thì ta cũng có tính chất là ef bằng fg bằng GH cứ miễn là các cái đoạn thẳng liên tiếp này bằng nhau khi đường thẳng đấy cắt cả bốn đường thẳng song song cách đều thì đấy là tính chất của đường thẳng song song cách đều. Được chưa? Ngược lại, nếu các đường thẳng song song cắt một đường thẳng và chúng chắn trên đường thẳng đó các đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau thì chúng song song cách đều. Như vậy đây là mệnh đề có tính chất hai chiều đúng không? Nếu các đường thẳng này song song cách đều, một đường thẳng bất kỳ cắt thì các đoạn này bằng nhau. Ngược lại nếu một đường thẳng bất kỳ cắt các đường thẳng này theo các đoạn là bằng nhau nhưng mà các đường thẳng phải là song song thì chúng cách đều em lưu ý nhé một đường thẳng m bất kỳ cắt các đường thẳng song song theo các đoạn có độ dài bằng nhau thì các đường thẳng song song này là cách đều nhưng các em không được suy ra như này rất nhiều bạn cẩn thận là sẽ bị suy như này này một đường thẳng bất kỳ cắt các đường thẳng theo các đoạn bằng nhau thì song song cách đều như vậy là sai được chưa đường thẳng cắt các đường thẳng theo các đoạn bằng nhau thì chưa chắc đã là song song. Đấy. Nên ta phải có thêm điều kiện là một đoạn đường thẳng bất kỳ cắt các đường thẳng song song theo các đoạn liên tiếp bằng nhau thì chúng mới cách đều nhau. Được chưa? Thì đấy chính là tính chất của đường thẳng song song cách đều. Như vậy các em nhớ rằng là gì? Cái nội dung bài học hôm nay của chúng ta là về đường thẳng song song với đường thẳng nhưng thực chất là các tính chất bổ sung thêm cho cái bài hình học về chứng minh các đường thẳng song song mà ta đã học ở lớp 7. Được chưa? Đấy, như vậy thì thầy sẽ nhắc lại thêm cho các bạn một số ý chính của cái bài lớp 7 để nếu bạn nào có chót quên thì có thể lắm được. Đó là gì? Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung. Đấy là định nghĩa. Đúng không? Cách chứng minh. Nếu ta có hai đường thẳng mà cùng vuông góc với một đường thẳng. Gọi là a, b, c. a vuông góc với c, b vuông góc với c thì suy ra a song song với b. Đúng không? Đấy. Mình ý thứ hai là qua một điểm qua một điểm chỉ kẻ được duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng đã cho, hay còn gọi là tiên đề tiên đề năm Euclid, được chưa? Đấy. Tiên đề Euclid là qua một điểm thì kẻ được duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng đã cho. Cái ý thứ ba các em cần nhớ đó là các cái cặp góc đặc biệt của hai đường thẳng song song. Đây, thầy cho đường thẳng A song song đường thẳng B và một đường thẳng C bất kỳ như này. Thế thì ta sẽ có cặp góc so le trong này. Đây là cặp góc so le trong và bằng nhau. Được chưa? Các em nhìn nhá, thầy sẽ không ghi mà các em nhìn hình và thầy sẽ đọc để các em hiểu lại. Cặp góc so le trong nó tạo thành chữ Z này, đúng không? Còn đương nhiên đây là đối đỉnh rồi, đúng không? Hai góc này là đối đỉnh. Thế thì góc này với góc này sẽ là vị trí đồng vị và ta thấy ba góc này bằng nhau không? Bản thân cái này cũng là đối đỉnh thì tất cả các này bằng nhau. Đấy. 1 với 1 là so le. Gọi đây là điểm A lớn đi, để điểm B lớn. Thế thì A1 và B1 là so le trong. A2 và B1 là đồng vị. A2 và B1 là đồng vị. Và A3 và B1 là trong cùng phía thì ta có tổng của hai góc B1 và A3 sẽ bằng 180 độ. Tổng của hai góc trong cùng phía thì sẽ bằng 180 độ. Được chưa? Đấy, thì các em chỉ cần chứng minh một trong ba cái điều đó xảy ra thì cũng có thể suy ra được A song song B. Ví dụ chứng minh được A1 bằng B1 thì suy ra A song song B. B1 bằng A2, A song song B. Và B1 cộng A3 bằng 180 độ thì cũng suy ra A song song B thì đấy là các cái khái niệm ở trong chương hình hình lớp 7. Được chưa? Đấy. Như vậy là thầy đã hướng dẫn xong cho em nội dung của bài học ngày hôm nay chính là gì? À, các tính chất mở rộng thêm về cái phần đường thẳng song song với đường thẳng. Có nghĩa là hôm nay ta học về các cái tính chất liên quan đến khoảng cách, tính chất liên quan đến khoảng cách của cái đường thẳng song song, đúng không? Và là tập hợp điểm hay còn gọi là quỹ tích để nó là cái tiền đề cơ bản để sau này các em làm cái dạng bài tập khó đó là đi tìm quỹ tích của một điểm được chưa Đấy. ok bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ sang cái phần bài tập để các em nắm chắc hơn cái phần lý thuyết mà ta vừa học các em mở cho thầy cái tờ bài tập nhé